trùng phòng tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập thứ 9, lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem đoạn thứ nhất phần kinh văn của kinh A Di Đà, từ Như Thị Ngã Văn đến Kim Hiện Tại Thuyết Pháp, một đoạn này. Trong phần tiểu chú giải, đoạn thứ nhất là giải thích về danh nghĩa, giải thích danh nghĩa tức là giải thích danh từ thuật ngữ. Như Thị Ngã Văn, Như Thị là tính thành tựu, Ngã Văn là văn thành tựu, cũng là sư thừa. Nhất thời là thời thành tựu, Phật là chủ thành tựu. Đây là người chủ giảng. Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, đây là xứ sở thành tựu, là ở tại địa phương này giảng. Xá Lợi Phất và nhóm đại chúng này, đây là thính chúng thành tựu, tức là cũng như cách thức phía trước ghi lại của cuộc hội nghị. Phần dưới chúng tôi sẽ báo cáo sơ lược từng điều với quý vị. Trước tiên giải thích hai chữ Như Thị này. Thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến, thì gọi là Như. Chúng tôi trước tiên nói hai câu. Thật tướng tức là chúng ta thường nói chân tướng. Thật tức là chân thật, tướng tức là hiện tượng, hiện tượng của vũ trụ. Cái dáng của chân thật là gì? Chúng ta phàm phu không thấy được chân tướng của vũ trụ, chúng ta thấy được là huyễn tướng, giả tướng, và cái tướng của thiên biến vạn hóa. Chân tướng chưa thấy được chân tướng. Giống như chúng ta nhìn biển lớn, thấy được lượng sóng vọt lên trong biển lớn. Trên bờ biển cũng thấy được bọt biển dồn dập, chúng ta thấy được cái tướng này. Thấy được lượng sóng, thấy được bọt biển. Chân tướng là gì? Chân tướng là nước. Chỉ biết đi thưởng thức lượng sóng vọt lên bọt biển, chỉ thấy được cái tướng này đem nước đã quên mất. Chân tướng là nước. Chúng ta thấy được thiên biến vạn hóa ở trong vũ trụ, từ xưa đến nay chẳng có ngừng lại một phút một giây. Trong kinh Phật nói là sát na sanh diệt, giống như lượng sóng trong biển cả. Sóng khởi lên là sanh, sóng hạ xuống là diệt. Làn bọt biển dồn dập đến là sanh. Khi vừa rút đi thì bọt biển không còn là diệt.
sự sanh diệt biến hóa ở trong vũ trụ là vĩnh hằng không ngừng. Chúng ta bình thường chỉ thấy được cái tướng biến hóa này, chẳng thấy được cái thể của nó. Cái thể của năng biến hóa là gì? Lượng sóng và bọt biển là nước biến hóa ra. Thể là nước. Vũ trụ lớn bao la, ở bên trong thiên biến vạn hóa, bản thể của nó là gì? Ở trong kinh Phật thì gọi nó là thật tướng, là thật tướng diệu lý, cổ kim bất biến. Chỗ có tất cả hiện tượng là sát na sanh niệm, là thiên biến vạn hóa. Bản thể của năng hiện, năng biến là vĩnh viễn bất biến. Nó là bất sanh, bất diệt, bất khứ, lai bất khứ, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị. Trong luận Trung Quán nói hết 8 chữ bất đều là hình dung nó. Nó là bản thể của vũ trụ, là bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh của chính chúng ta. Phật ở tại chỗ này cho nó một cái danh xưng. Cái danh xưng này gọi là Như. Như như, chân như, tự tánh, chân tâm, lý thể. Tại trong kinh điển Phật nói hết mấy chục cái danh tự. Điều này chẳng có quan hệ. Vì sao Phật nói nhiều danh tự như vậy? Cái dụng ý là dạy cho chúng ta không nên chấp trước danh tự. Danh tự là pháp phương tiện, chẳng phải là thật. Nhưng ở trong nền giáo học dùng cái danh tự này là khiến cho anh ngộ nhập vào chân thật. Không thể chấp trước danh tự. Nếu như chấp trước danh tự thì anh không thể ngộ nhập vào chân thật. Cho nên không thể chấp trước danh tự tướng. Phật nói nhiều danh tự như vậy, ý nghĩa là nói với anh, nói cách nào cũng được, chỉ cần là nói một việc này thì không sai. Muôn ngàn trở nên chấp trước danh tự. Bộ kinh này là kinh A-di-đà. Mục đích của sự tu học kinh A-di-đà là cầu sanh tịnh độ, thân cận A-di-đà Phật, đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để tu hành. Nếu chúng ta dùng lời thông thường mà nói là đi học tập, học tập ở thế gian này của chúng ta có cái gì là không tốt? Là hoàn cảnh học tập của thế gian này của chúng ta không tốt, nhất là hoàn cảnh nhân sự không tốt. Cái thế gian này chẳng có vị thầy tốt, chẳng có bạn đồng học tốt, chẳng có hoàn cảnh tu học tốt, thọ mạng lại ngắn, tức là thời gian quá ngắn, không đủ dùng. A Di Đà Phật vì chúng ta xây dựng một hoàn cảnh tu học hoàn bị nhất. Chỉ cần chúng ta muốn đi, anh thật sự có thể đi được. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giới thiệu, anh đi đến hoàn cảnh nơi đó để tu học tập,
Chư Phật Bồ Tát là thầy của anh. Chư Thượng Thiện Nhân là bạn đồng học của anh. Bạn đồng học đều là Thượng Thiện. Thượng Thiện là chỉ cho những vị nào? Là những vị đẳng giác Bồ Tát, như Hoàng Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn đồng học ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, là học trưởng, là trưởng lớp của lớp học chúng ta. Ở nơi đó là một hoàn cảnh tu học hoàn bị nhất. Ở nơi đó, hoàn cảnh đó, anh sẽ chẳng còn khởi tham sân si. Tại vì sao? Vì sở hữu tất cả, bất luận là vật chất hay là tinh thần, sự thọ dụng đều là biến hóa làm ra. Muốn cái gì thì cái đó đều hiện ra trước mắt, tâm tham chẳng còn nữa. Cái xã hội này đều là người thiện, chẳng có người ác, chẳng có một người có ác niệm, chẳng có một người có ác ý, chẳng có một người nói lời thô lỗ. Cho dù anh có tâm sân hận, anh ở nơi đó muốn nổi dậy, nói một cách khác, chẳng có điều kiện để cho anh nổi giận. Điều này bất khả tư nghị. Tâm sân hận nổi dậy không được. Lục căn của anh chỗ tiếp xúc toàn là Phật Pháp, toàn là lời dạy bảo của Thánh Hiền, anh tuyệt đối chẳng có ngu si. Nói một cách khác, tham sân si chẳng cần đoạn trừ, cũng chẳng cần để ý đến nó. Đi đến thế giới đó an trụ được lâu rồi thì tự nhiên đoạn trừ được sạch sẽ rốt ráo. Mục đích là tại chỗ này. Y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quyết định vô phi. Vô phi tức là không sai, quyết định không sai gọi là thị. Cách giải thích này là y theo tông thú. Của bổn kinh mà nói, đem nó để tại điều thứ nhất. Cách nói này, bất luận là ở tại lúc nào, bất luận là ở tại chỗ nào, giới này phương khác, cũng đều là chính xác, cũng chẳng có sai lầm. Cho dù ở Hoa Tạng thế giới mà nói, cũng đều là chính xác. Tại vì sao? Chúng ta thấy được Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm ở Hoa Tạng thế giới, lấy thập ba la mật và thập đại nguyện vương khuyến tấn 41 vị pháp thân đại sĩ cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Quý vị thử nghĩ xem, bởi thế ở Hoa Tạng thế giới giảng trên hội Hoa Nghiêm cũng là quyết định vô phi. Từ những chỗ này thì anh tự nhiên thể hội được pháp môn thù thắng này là bất khả tư nghị.
Chúng ta hôm nay cùng nhau học tập Hoa Nghiêm. Mục đích của sự học tập Hoa Nghiêm tại chỗ nào? Đối với pháp môn tịnh độ này phải triệt để hiểu rõ. Hoa Nghiêm giảng được kỹ nhất, giảng được nhiều nhất, giảng được rõ ràng nhất. Chẳng có gì khác là khiến cho chúng ta tin sâu, không hoài nghi, nhất trí quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Anh học kinh Di Đà, học kinh Vô Lượng Thọ, bán tín bán nghi, không thể giải quyết được vấn đề. Học Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm phải trường thời huân tu. Đem cái nghi căn của anh nhổ trừ. Điều rõ ràng, điều đã minh bạch. Kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, đây là cương yếu của Tịnh Độ Tông, phải nắm lấy cương lĩnh thì công phu tu học mới đắc lực. Cái nguyện vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể thực hiện được. Phía dưới còn có một cách giải thích. Xin mời quý vị hãy xem. Hữu vạn pháp câu tịch, nhất tâm bất loạn vi như, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật vi thị. Đây cũng là y theo chỉ thú của Tịnh Độ Tông mà nói, nhưng cách nói này phạm vi rộng lớn. Vạn pháp câu tịch, cái lý này quá sâu xa. Chúng ta thấy được vạn pháp câu động, sát na sanh diệt đều là đang động. Vạn pháp đều là đang động thì chẳng phải là như. Như là nói cái thể, chỗ chúng ta thấy được là tướng, chấp tướng. Cái tướng là động, tác dụng là động, bản thể không động. Giống như chúng ta thấy được lượng sóng trong biển cả, bọt biển lên xuống là nó đang động. Nó hướng theo chiều gió, thuận theo phương hướng của dòng nước, đang di động không ngừng. Đó là tác dụng của nó. Lên xuống là tướng của nó, lưu động là tác dụng của nó. Nhưng anh phải hiểu bản thể của nó không động. Cái thể gọi là như, nhất tâm bất loạn, nhất tâm tâm không động. Nhị tâm là động. Nhị tâm là trong tâm của anh có vọng tưởng, cho nên tưởng gọi là vọng tưởng, nghĩa là nói với anh đó chẳng phải là chân thật. Chân tâm là gì? Trong chân tâm chẳng có cái niệm. Chân tâm ly niệm, chân tâm vô niệm. Đây là trong kinh Đại Thừa thường nói, có niệm chẳng phải là chân tâm, vô niệm là chân tâm. Chỗ này phải hiểu cho rõ ràng. Vô niệm chẳng phải là vô tưởng, chẳng phải là nói tôi không nghĩ gì hết, tức là tôi vô niệm, đã sai rồi.
Chỗ này đích thực là sai một hào ly đi xa ngàn dặm. Tại vì sao? Vì nếu anh đem vô tưởng cho là vô niệm, quả thật anh tu đã thành công, đó là vô tưởng định. Tương lai quả báo của anh là tại cõi trời tứ thiền vô tưởng, không thể giải quyết được vấn đề, đã hiểu sai rồi. Nhưng vô tưởng cũng không dễ, cũng phải có thiền định tương đương. Anh xem tứ thiền sanh vào cõi trời vô tưởng trong tứ thiền thiên, vì sao không thể giải quyết được vấn đề? Vì họ đã đọa vào trong vô minh, vô minh vẫn còn tưởng. Cái động không nghĩ, họ nghĩ cái tịnh, nghĩ cái không động đó, họ nghĩ vô tưởng. Hữu tưởng không nghĩ, họ nghĩ vô tưởng, biến thành vô tưởng định. Còn vô niệm thì khác hẳn. Điều này phải hiểu cho rõ ràng. Vô niệm chẳng phải là vô tưởng, vô niệm là không vọng niệm. Không vọng niệm trong Pháp Đại Thừa nói là có chánh niệm. Nếu trong tâm của anh còn có phân biệt, có chánh niệm, còn có chấp trước, có chánh niệm, thì cái chánh niệm này đã biến thành vọng niệm. Điều này khó hiểu. Cuối cùng thế nào mới gọi là chánh niệm, mới gọi là vô niệm? Trong kinh Phật có một cái tổng nguyên tắc là xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là vô niệm. Đối với tất cả sự lý nhân quả tánh tướng ở trong vũ trụ đều rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch, minh minh liễu liễu, đây gọi là chánh niệm. Cho nên ở trong chánh niệm có trí huệ, có đức năng, có tướng hảo, hoạt bát linh động. Ở trong này tuyệt đối chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cùng với vô tưởng định hoàn toàn khác hẳn. Cùng với thiên chân niết bàn của tiểu thừa không tương đồng. Vô tưởng định và thiên chân niết bàn chẳng có chỗ hữu dụng, hữu thể vô dụng. Thành thật mà nói, tự mình không đạt được lợi ích viên mãn, cũng không thể lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta thấy được trên hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật quở trách hàng tiểu thừa. Tán thán hàng Bồ Tát, Bồ Tát hữu thể hữu dụng, tiểu thừa hữu thể không khởi tác dụng. Cho nên phải hiểu được vạn pháp câu tịch. Cái tướng này tại chỗ nào? Cái tướng này ngay tại trước mắt. Ở
Vả lại nó không sanh không diệt, nó khắp biến hư không pháp giới. Vì vậy tại sao nó không ở nó không ở trước mắt chúng ta? Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Hoa Nghiêm vô cùng cảm thán mà nói: tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ Như Lai ngay trong hiện tại, từ xưa đến nay chẳng có mất đi. Vô cùng đáng tiếc là bởi có vọng tưởng chấp trước không thể chứng được. Đó là như thị, thì ra là ngay tại trên thân của ta. Ta mỗi ngày từ sáng đến tối đều dùng nó mà không biết. Tại trên thân này có thứ gì? Căn tánh của lục căn. Đây là rõ ràng nói với anh, căn tánh của lục căn. Căn tánh của lục căn là thật tướng diệu lý, tức là tịch diệt tướng, là thanh tịnh tịch diệt, tức là chân tâm, là bản tánh, cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Nếu đi sâu thêm vào mà nói với anh, trên nhục thể này của chúng ta hiện nay, khoa học gia rất rõ ràng, rất minh bạch, cái thân thể này của chúng ta là cái gì tạo thành? Là tế bào tạo thành. Tế bào là do cái gì tạo thành? Là nguyên tử tạo thành. Nguyên tử là cái gì tạo thành? Là lạp tử tạo thành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, mỗi một lạp tử đều có đầy đủ pháp tánh viên mãn tròn đầy. Pháp tánh tức là chân như. Chân như ở đâu? Chân như ở khắp mọi nơi. Ở trong mỗi một lạp tử đều có, mỗi một nguyên tử cũng có, mỗi một tế bào trong thân thể của chúng ta cũng có. Vô cùng đáng tiếc là bởi vì anh đã mê, anh không giác ngộ. Nếu anh thật sự đã giác ngộ thì mới hiểu được vạn pháp câu tịch. Chúng ta chưa thấy được thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta thấy được là cái gì? Chúng ta thấy được là vô lượng vô biên tướng sanh diệt và tướng biến hóa. Đây là việc thế nào? Chúng ta chỉ thấy tướng không thấy tánh. Còn chư Phật Bồ Tát là bậc giác ngộ chân chánh tu hành, họ đã kiến tánh, đã liễu tướng. Đối với hiện tượng họ rất minh bạch, họ thấy tánh của nó ở trong hiện tượng sanh diệt có cái tánh không sanh diệt, mới đem chân tướng sự thật này đích thật là đã hiểu rõ và đã minh bạch rồi. Như thị, thì ra là như vậy. Họ nhất tâm bất loạn, cũng tức là nói họ chẳng có vọng tưởng nữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều đã dứt hết.
Đây gọi là như. Tu hành Tịnh Độ Tông không mê tín. So với Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Pháp Tướng Tam Luận, Tông Môn Giáo Hạ, Hiển Giáo Mật Giáo thì không kém. Phật tại trong Kinh Kim Cang nói: Pháp môn bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tịnh Độ Tông không ở ngoài pháp môn. Cùng với tất cả pháp môn khác, đích thật là bình đẳng, không có cao thấp. Tại vì sao? Vì sở nương tựa đều là chân như, đều là thật tướng. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là thị, một tí cũng không sai. Tâm này là Phật là vốn có, tức là vốn có. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Tâm tức là chân như tức là tâm. Bây giờ anh lại phát tâm muốn làm Phật, anh thử nghĩ xem anh có thể thành Phật được không? Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong Kinh Đại Thừa thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mỗi ngày nghĩ tưởng Phật thì anh đương nhiên làm Phật. Hiện nay vì sao bệnh xa truyền nhiễm dữ dội như vậy? Sự truyền nhiễm lan rộng như vậy là chẳng có gì khác, vì anh mỗi ngày cứ nghĩ tưởng bệnh xa thì bệnh xa đến. Việc này phải làm thế nào? Anh không còn nghĩ đến nó thì nó dần dần chẳng còn nữa. Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vì sao anh không nghĩ cái tốt, không nghĩ cái thiện? Sáng sớm hôm nay ở bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi, có không ít người nhìn thấy lần trước tôi trong truyền hình có mấy lần nói về chứng bệnh xa. Hiện nay họ đem nó biên tập họp lại ở trên đài truyền hình vệ tinh truyền bá. Tôi đặc biệt nói với mọi người, chúng ta phải tin lời của Phật nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mặc kệ cho nó, không cần nghĩ đến nó. Nghĩ cái gì? Nghĩ chân thành thanh tịnh. Chân thành thanh tịnh tuyệt đối không bị cảm nhiễm. Tất cả bệnh độc không bị cảm nhiễm. Ở trong tâm của anh, ở trong tư tưởng chẳng có độc thì làm sao bị cảm nhiễm độc? Chẳng tin tưởng, bình đẳng từ bi có thể hóa giải bệnh độc. Cái độc của vi khuẩn bệnh xa có thể đem nó hóa giải hết. Hai câu này vô cùng quan trọng. Hai câu này vô cùng quan trọng. Chỉ cần chúng ta thật sự tu chân thành thanh tịnh, bình đẳng từ bi thì ôn dịch được hóa giải rất mau, thì chẳng còn nữa. Thiên tai nhân họa từ nơi nào đến? Là từ trong vọng tưởng mà đến.
từ trong tham sân si mà đến. Đây mới là căn bản của nó. Cho nên chúng ta mỗi ngày tưởng nhớ Phật, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày nhìn Phật, nhìn tượng Phật, mỗi ngày đọc kinh Phật, làm sao có cái lý mà không làm Phật chứ? Thì gọi là thị. Hai chữ như thị thì chúng tôi giới thiệu đến ở đây. Lại xem phần dưới hai chữ nhất thời. Tế ngộ lương thời, sư tư đạo hiệp, viết nhất thời. Cho nên thời gian giảng kinh của Phật không ghi rõ ngày tháng năm. Và dùng cách này rất hay. Không ghi rõ ngày tháng năm, bên trong còn có một ý nghĩa rất sâu, là khiến cho chúng ta lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bởi vì thời gian và không gian là từ bên trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra, nó chẳng phải là sự thật. Tại trong pháp tướng duy thức học, đem thời gian và không gian liệt vào trong bất tương ứng hành pháp. Cái gì gọi là bất tương ứng hành pháp? Dùng lời hiện nay mà nói là nó thuộc về khái niệm trừu tượng, chẳng phải là sự thật. Cho nên danh từ của nhà Phật gọi là bất tương ứng hành pháp, người hiện nay gọi là khái niệm trừu tượng, chẳng có sự thật. Dùng nhất thời rất hay. Tế ngộ lương thời, tế ngộ là chúng ta ngày nay có nói cơ hội, đã đầy đủ điều kiện. Ngay trong lúc này là sư tư đạo hiệp, là thầy gặp được học trò tốt, học trò tốt gặp được thầy tốt. Học trò ưa thích học, thầy cũng vui lòng chỉ dạy. Sau khi đã gặp được thì gọi là nhất thời. Thầy có hay hơn nữa, không gặp được học trò cũng uổng công. Học trò có hay hơn nữa, không gặp được thầy, tình hình này thì rất nhiều, rất nhiều. Cho nên lời của Thiện Đạo Đại Sư đã nói, tôi càng suy nghĩ càng bội phục. Ngài nói điều là tại nơi gặp duyên không đồng. Ở trong cái duyên, quan trọng nhất là nhân sự. Chúng ta có thể thành tựu hay không? Cá nhân tu hành có thể thành tựu hay không? Đối với xã hội, đối với đại chúng, có thể có sự cống hiến hay không? Điều là tại nơi gặp cái duyên không đồng. Cái quan trọng nhất là chí đồng đạo hiệp. Ở trong Phật Pháp nói là lục hòa kính. Điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải. Cách nghĩ, cách nhìn của mọi người đều nhất trí. Nhất trí xây dựng như thế nào? Nhất trí tức là ta phải buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của mình. Ta là phàm phu, điều này trước tiên phải thừa nhận.
phải khẳng định ta là phàm phu, ta chưa có giác ngộ, ta hiện nay đang mê, đã là chưa có giác ngộ, cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta thì chẳng phải là chính xác. Chúng ta mọi người đều là phàm phu, đem cái thành kiến của mình buông bỏ, đem cách nghĩ cách nhìn của chính chúng ta tạm thời bỏ qua một bên. Chúng ta phải nghe Phật, chúng ta tiếp nhận sự dạy bảo của Phật, y theo cách nghĩ của Phật, cách nhìn của Phật, cách làm theo cách làm của Phật. Đây gọi là học Phật. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của Phật có tin cậy được hay không? Cần phải có lòng tin. Lòng tin từ chỗ nào đến? Phải khẳng định Phật là bậc giác ngộ, Phật là bậc minh tâm kiến tánh. Tư tưởng, cách tưởng của Phật, việc làm, tức là tánh đức lưu lộ của tự tánh. Đến khi chúng ta tự mình chứng được Phật quả rồi, chứng được Phật quả tức là minh tâm kiến tánh, là thật sự đã tìm được như thị. Cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta đều cùng với chư Phật Như Lai hoàn toàn tương đồng, là Phật Phật đạo đồng. Tại vì sao? Vì anh đã kiến tánh, tư tưởng kiến giải, ngôn hành của anh hoàn toàn đều từ trong tự tánh lưu lộ ra ngoài. Nếu chưa có kiến tánh là nó từ trong phiền não tập khí lưu lộ ra ngoài, cho nên nó mang theo tự tư tự lợi, có mang theo tham sân si mạng. Còn chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Bồ Tát tuyệt đối chẳng có tự tư tự lợi, tuyệt đối chẳng có tham sân si mạng. Là rất hợp lý. Cho nên chúng ta tự mình phải phản tỉnh, ta vẫn còn có tự tư tự lợi hay không? Ta vẫn còn có tham sân si mạng hay không? Còn có một tí, có một tí cũng không được, còn có một tơ hào cũng không được, thì anh chưa có giác ngộ, anh chưa có kiến tánh. Phải đem nó đoạn cho hết, một tơ hào cũng chẳng còn nữa. Đó là cái hình dáng của kiến tánh. Nếu ta vẫn còn có lòng ích kỷ, ta vẫn còn có háo ác, người này ưa thích, người kia chán ghét thì không được. Ai ưa thích thì ta ưa thích, ai chán ghét thì ta chán ghét. Anh vẫn còn có ngã, có ngã thì có tự tư tự lợi. Trong kinh luận Duy Thức thường nói, tứ đại phiền não thường đi theo. Đây chẳng phải là học lại, là tập khí của đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay. Cái đầu tiên là ngã kiến, đây là cái gốc. Ngã kiến tức là sự chấp trước nghiêm trọng. Chấp trước cái thân này là của ta, chấp trước có thể tư duy tưởng tượng cái đồ này là của ta, là ngã kiến. Có ngã kiến nhất định đi theo là có ngã ái. Có ngã si, có ngã mạn. Đây là tứ đại phiền não, là phàm phu. Người chân chánh đã giác ngộ, chuyển mạt na thức thành bình đẳng tánh trí, thì tứ đà bốn thứ phiền não này chẳng còn nữa.
Cho nên tự mình phải thường thường nghĩ đến mình là hạng người gì? Là phàm phu, chẳng phải là Phật, chẳng phải Bồ Tát. Đã là hạng phàm phu, thật sự biết mình là phàm phu rồi, thì phải buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta, cách làm của ta, cách nói của ta, phải buông bỏ, tùy thuận lời dạy bảo của Phật Đà. Đây là hạng người thông minh nhất. Người này thật sự gọi là học Phật. Nếu họ quả thật hết lòng mà làm, không cần ba đại A Tăng kỳ kiếp, một đời này của họ có thể thành công. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là đối với hạng người nào? Nói là hạng người bán tính bán nghi. Anh nói họ không có làm, nhưng họ mỗi ngày đang làm. Anh nói họ thật sự đang làm, không hẳn vậy, vì họ chưa có quên mình. Khi cảnh giới hiện tiền vẫn còn bị vọng tưởng tạp khí làm chủ, hạng người như vậy muốn thành tựu phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải cần vô lượng kiếp. Thật sự mà muốn đem phiền não tập khí của mình buông xuống, phải hoàn toàn nghe theo lời dạy bảo của Như Lai. Câu sau cùng của bộ kinh này là y giáo phụng hành. Quả thật y giáo phụng hành thì mau, đặc biệt là pháp môn này là pháp môn của một đời thành Phật, là nhất thời, là một thời có thể thành tựu. Câu thứ tư là chủ thành tựu Phật. Phật là Phạn ngữ dịch âm, là Phật Đà Gia. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, đem cái âm cuối đều lược bỏ đi, chỉ đơn xưng một chữ Phật. Ý nghĩa của nó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nhân thiên đại sư, danh Phật. Hàm nghĩa của chữ Phật này rất nhiều. Bản thể của nó là trí huệ, có ba thứ trí: nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, là ba thứ trí. Tác dụng của khởi trí là giác. Tự mình giác ngộ, sau khi giác ngộ phải giúp cho người khác giác ngộ. Tại vì sao? Vì tự tha là một chẳng phải hai. Cái lý này phải hiểu, chân tướng sự thật phải rõ ràng, phải minh bạch. Giác hạnh viên mãn đó là trí huệ. Giác ngộ đạt đến viên mãn thì vũ trụ, nhân gian, vạn sự, vạn vật chẳng có một thứ không giác. Ở trong rất nhiều tôn giáo, khen ngợi thần, khen ngợi thượng đế là toàn tri toàn năng. Giác hạnh viên mãn tức là toàn tri toàn năng, vô sở bất tri, vô sở bất giác, vô sở bất năng.
Ngay trong lúc này, chúng ta xưng Ngài là Phật. Phật là tiếng Phạn, là nhân thiên đại sư, là vị thầy tốt của cõi trời và người. Hai chữ đại sư, đại sư là tôn xưng tột bậc nhất, tôn xưng đến chỗ cùng cực. Đại sư tức là Phật. Người hiện nay cũng có không ít người tự xưng là đại sư. Cái việc này ở thời cổ xưa chẳng có. Anh hãy xem thời cổ xưa, những vị pháp sư phiên dịch kinh điển, sự tu dưỡng đạo đức học vấn của họ đều đạt đến mức độ rất cao. Người ta rất khiêm tốn. Chúng ta thường thấy được trên danh đề dịch kinh là Tam Tạng Pháp Sư. Càng khiêm tốn một tí xưng là Sa Môn, không dám xưng là Pháp Sư. Thông đạt kinh luật luận thì xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Kinh luật luận chỉ thông một thứ, không dám xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Thông đạt giới luật thì xưng là luật sư. Thông đạt luận điển xưng là luận sư. Thông đạt kinh giáo thường thường xưng là pháp sư, không dám thêm vào hai chữ Tam Tạng. Tam Tạng là thấy điều thông đạt. Chẳng có ai dám xưng là đại sư. Đại sư là Phật. Điều này các bạn đồng học chúng ta phải ghi nhớ. Trong tương lai muôn ngàn chớ nên tự xưng là đại sư. Nếu anh xưng là đại sư thì anh quá ngạo mạn, thật quá đáng. Nếu người khác gọi anh là đại sư, phải đem việc này nói với họ cho rõ ràng, cho minh bạch. Không thể dùng cách xưng như vậy. Miễn cưỡng có thể xưng là đại pháp sư. Pháp sư, chữ đại đó là tôn kính anh, nên xưng là đại pháp sư, không thể xưng là đại sư. Phải hiểu. Cùng với thế gian không khác, danh xưng không thể dùng lẫn lộn. Đại sư là Phật, họ chẳng phải là Phật, họ xưng là đại sư, đó là sai lầm. Thí như nói anh chẳng phải là tổng thống, anh đi nói với người ta tôi là tổng thống, các ông đều phải gọi tôi là tổng thống, vậy là thế nào? Người thế gian làm như vậy là phạm pháp. Trong Phật pháp có phạm pháp hay không? Có phạm pháp. Pháp thế gian không trị tội anh, thần hộ pháp phải trị tội anh, vì anh đã làm thật quá đáng. Nhưng có rất nhiều tổ sư đại đức sau khi đã qua đời, người đời sau xưng họ là đại sư. Đây là đối với họ đặc biệt lễ kính. Điều này thì được, vì chính họ cũng không biết. Người đời sau tôn kính, điều này thì được. Nhưng lại có một ngoại lệ. Tổ sư của Tịnh Độ Tông
Thông thường xưng là Đại Sư, cũng chẳng phải là họ còn tại thế xưng là Đại Sư. Điều là sau khi họ đã vãng sanh là người đời sau tôn xưng họ, bởi vì dùng hai chữ Tổ Sư cũng là người đời sau tôn trọng họ. Tịnh Độ Tông chẳng có truyền thừa, chẳng phải là một đời một đời. Các tông phái khác đều có một đời truyền xuống. Tịnh Độ Tông chẳng có. Chẳng phải vậy, Tịnh Độ Tông chẳng có. Tổ sư của Tịnh Độ Tông từ nơi nào đến là do người đời sau cũng như nói theo dân chủ, do sự tuyển cử mà ra. Người này đối với Tịnh Độ Tông tu hành có thành tựu, đối với Tịnh Độ Tông có sự cống hiến rất lớn, thì người đời sau tôn xưng họ làm tổ sư. Chẳng phải là họ tự xưng làm tổ sư, cho nên tổ sư của Tịnh Độ Tông là do dân bầu ra, xưng là Đại Sư, nhưng họ đều không còn tại thế. Quý vị phải biết, khi Ấn Quang Đại Sư còn tại thế cũng xưng là Ấn Quang Pháp Sư. Anh xem văn sao sớm nhất khi Ngài còn tại thế là Ấn Quang Pháp Sư văn sao, chẳng có xưng là Đại Sư. Sau khi Ngài đã vãng sanh, người đã giáo xưng là Ấn Quang Đại Sư văn sao thì được, khi Ngài còn tại thế thì không được xưng. Nhân Thiên Đại Sư là Phật xưng, Phật có thể, Bồ Tát cũng không được. Bồ Tát xưng là Đại Sĩ, xưng là Khai Sĩ, xưng là Chánh Sĩ, không thể xưng là Đại Sư. Đây là thường thức chúng ta nhất định phải hiểu được. Thôi bây giờ thời gian đã đến.